Thì không biết có bạn nào thắc mắc là nếu mà hai con này mà lai với nhau, lấy nhau thì sẽ đẻ ra cái giống gì không? Tên 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 tên. Rồi xin chào tất cả các anh em đồng ngư của kênh nha. Thì trước khi vào vấn đề chính thì hôm nay mình có một chút tâm sự này muốn nói với các bạn, là như cái định hướng ban đầu của mình lập kênh là mình muốn phát triển cái kênh của mình theo hướng là bổ ích cho người xem. Thì bổ ích ở đây có nghĩa là mình sẽ đi tìm những cái tiệm cá cảnh nào mà bán cá rẻ và đẹp để giới thiệu đến toàn thể anh em đồng ngư. Và thứ hai là mình muốn, điều đặc biệt là mình rất là thích là mình chia sẻ những cái điều thú vị trong cá cảnh đến các anh em đồng ngư. Thì như các bạn biết á, cái cá cảnh này có rất là nhiều điều thú vị, nhưng mà đối với riêng mình á, thì mình nói thật sự các bạn là một mình thì mình trải nghiệm không có được nhiều. Cho nên là mình có lập ra một cái tài khoản Facebook và một cái trang kênh để các bạn nào mà cũng có sở thích mà chia sẻ những cái điều thú vị của mình đến cho tất cả các người xem á, thì các bạn có thể inbox liên lạc với mình, hoặc là đơn giản là các bạn có thể chia sẻ cho mình cái góc thư giãn đẹp, và các bạn có những cái mà setup hồ hay thì các bạn có thể inbox cho mình để mình đến mình quay mình chia sẻ cho những cái bạn khác. Anh em mình có thể học tập những cái điều hay trong việc nuôi cá cảnh của nhau và rút kinh nghiệm những cái mà sai sót trong cái việc nuôi cá cảnh. Và thậm chí là hôm bữa mình có đi cái cà phê cá bê ta các bạn, thì cái anh đó có ngỏ lời là em có muốn bán cá cảnh hay không, thì nếu mà em muốn bán thì anh sẽ quay những cái clip cá cảnh của ảnh và sẽ gửi đến cho mình, và mình chỉ việc đăng lên kênh bán cho các bạn để kiếm lời. Nhưng mà mình có nói với ảnh là những cái con cá này bán một con thì cũng lời không có bao nhiêu cả, thì thay vào đó thì mình muốn là ảnh sẽ giảm giá cho các bạn mà xem kênh của mình đến mua. Thì mình thấy như vậy là hay hơn, chỉ cần như vậy thôi mình thấy thì cũng vui rồi các bạn. Thì cái cách thức rất là đơn giản các bạn, không cần phải ôm hàng luôn. Thì nếu như mà có khách mua thì chỉ cần alo với ảnh và ảnh sẽ đóng cá gửi cho khách, và mình sẽ nhận được cái tiền hoa hồng luôn các bạn. Còn đối với mình, nếu như kênh giúp các bạn mua được những con cá đẹp và rẻ, các bạn chỉ cần trả công mình bằng cách là bấm nút like video và đăng ký kênh, cũng như là chia sẻ bài viết đến các bạn của bạn, thì biết đâu các bạn của bạn cũng sẽ thấy được cái bài viết này và mua được những con cá ưng ý nhờ các bạn thì sao, đúng không? Thì các bạn chỉ cần bấm share bài viết thôi là mình rất là vui rồi. Thì bây giờ mình sẽ vào vấn đề chính luôn các bạn. Thì như các bạn thấy ở trên màn hình các bạn là hai dòng cá rất là khác biệt nhau nha các bạn. Một dòng là như các bạn biết đây là 7 màu gồng xanh, còn cái dòng còn lại là cá 7 màu gừng nha các bạn. Thì không biết có bạn nào thắc mắc mà nếu mà hai con này mà lai với nhau, lấy nhau thì sẽ đẻ ra cái giống gì không? Thì hôm bữa mình có thử rồi các bạn, mình có nhốt chung tụi nó với nhau và cũng có đẻ ra được 2 bầy con luôn, và cũng có sản phẩm luôn. Thì hôm nay mình muốn giới thiệu đến cái con cá mà được lai tạo giữa hai con cá này đến cho các bạn xem. Thì thật sự á, cái con cá này nhìn nó rất là khác biệt trong cái bầy luôn, nó rất là lạ lùng, tại vì nó giống cái kiểu hình của hai con mà. Và hôm bữa thì thật ra cái con cá này mình muốn giới thiệu đến cho các bạn lâu rồi, tại vì mình cũng biết là nó có trong hồ, nhưng mà các bạn biết rồi, cái hồ của mình nuôi nó khoảng 1 mét vuông cho nên là nó cũng bự, mà thật sự các bạn là cái con này nó rất là khôn mà mình bắt không có được. Và cuối cùng các bạn biết ai bắt được giùm mình không? Mẹ mình không biết sao mà mẹ mình bắt được nó nữa, tại vì cái hồ mình nuôi nó có những cái kẻ mà lọc nước á, nó chui vào chui ra mình bắt không có được. Thì hôm nay mình bắt lên cho các bạn xem cái siêu phẩm này. Rồi đây các bạn, siêu phẩm chuẩn bị xuất hiện nha. Nói siêu phẩm chắc các bạn nào mà chơi cá chuyên nghiệp thường mình chết luôn á. Rồi mình sẽ tự lồng tiếng nha, chuẩn bị tên 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 tên. Đây các bạn, đây là con lai giữa cá 7 màu gồng xanh và cá 7 màu gừng nha. Thì đảm bảo mình quay cái clip này thì có nhiều bạn sẽ nói là ơi con cá này bình thường thôi, nó nhiễm nó lai tạp mà cũng có gì để nói đâu.
Thì cái vấn đề lai tạp ở đây á, thì nó là lai tạp đó các bạn, nhưng mà các bạn biết là nó lai giữa dòng nào với dòng nào. Thì bây giờ mình sẽ phân tích cho các bạn xem. Thì đầu tiên á, nói về cái vấn đề nhiễm thì mình khẳng định với các bạn là đây không phải là con rồng nhiễm. Các bạn nhìn kỹ đi, nếu mà con rồng nhiễm nó sẽ không bao giờ có cái gạch màu đỏ ở trên lưng của nó. Thì nếu mà các bạn không tin, các bạn có thể tua lại những cái video trước của mình, thì con rồng nhiễm của mình nó không có cái gạch đỏ trên lưng giống vậy. Để mình quay cho các bạn xem rõ hơn. Và cũng sẽ có nhiều bạn nói là đây là con bảy màu gần nhiễm. Thì mình nuôi bảy màu gần, mình biết cái con cá bảy màu gần nó không có nhiễm các bạn. Còn nếu mà nhiễm chắc phần trăm, tỷ lệ chắc 1%, hoặc là cái vấn đề hiếm nào đó mình không có biết được. Thì cái video hồi nãy nó hơi mờ thôi các bạn, để bây giờ mình điều chỉnh nó rõ hơn một chút xíu rồi. Thì cái cá mình mới bắt nó vô cho nên nó hơi quảng á các bạn, mình nhìn không có được rõ ràng. Thì nói đến cái vấn đề mà đây là cái con cá bảy màu gần nhiễm, thì mình cũng nói luôn, những cái con cá bảy màu gần của mình á, nó có gồm là màu đỏ, màu đen và màu xanh lá. Thì có chăng là những cái mảng màu này nó sắp xếp lộn xộn nhau thôi, chứ nó không có cái màu xanh dương đặc biệt của rồng xanh nha các bạn. Thậm chí cái con này nó còn có cái tai bơi của rồng xanh nữa. Các bạn thấy không? Nó chỉ có là cái lưng của nó có cái đường viền của cái con bảy màu gần, và toàn bộ còn lại là của rồng xanh, và cái phần đuôi ở phía dưới của nó có một mảng màu đỏ của bảy màu gần các bạn. Con này mẹ mình rất là thích nha. Nó đúng gọi là bảy màu luôn các bạn. Tại vì cái con cá bảy màu gần nó đã có 3 đến 4 màu rồi, bây giờ ép con này nó còn có thêm cái màu xanh dương vô nữa. Nhìn rất là lạ. Nó bơi nhanh quá, camera lấy nét không được các bạn ơi. Để mình sẽ lấy nét cho các bạn xem. Bởi vậy các bạn thấy không? Nó bơi vậy mà sao mình bắt được? Trong hàng chục, hàng trăm con cá bảy màu mà muốn bắt được nó cũng hơi bị mệt. Khi mà các bạn xem video, các bạn nhớ chỉnh chất lượng video cao nhất để xem con cá này nha. Trời, nó bơi nhanh quá mình không có quay được nè. Rồi bây giờ mình đã bỏ thức ăn vào để dụ nó ăn cho nó không có còn lăn tăn bơi mà quảng á, mình không có quay được. Rất là đẹp luôn các bạn. Nếu mà nó bơi nhanh như vậy á, mình khó có thể nào mà chiêm ngưỡng hết cái vẻ đẹp của nó các bạn. Camera không có lấy nét được. Đây là cái tập tính từ cái con cá bảy màu gần nha các bạn. Con cá bảy màu gần bơi cực kỳ nhanh. Tại vì rồng thì cái đuôi của nó thường sẽ to hơn, cái bảng to hơn, cho nên nó bơi sẽ chậm hơn một chút. Còn đối với những con cá bảy màu gần thì cái đuôi của nó nhỏ hơn cho nên nó bơi rất là lanh lẹ. Giống con này các bạn, nãy giờ mình quay không có rõ được nó luôn. Và đối với mình cái trường hợp này thì mình thấy cũng đã rất là thú vị rồi. Còn đối với các bạn nào mà đã chơi chuyên nghiệp rồi thì mình không có dám nói tới. Tại vì các bạn có chạy cá, các bạn có nhiều cá, các bạn like với nhau thì các bạn sẽ có những cái điều thú vị nhiều hơn. Còn đối với mình ít cá mà mình like được ra được một con cá như vậy thì mình thấy rất là vui. Thì không biết các bạn nghĩ sao, các bạn bữa nào các bạn cũng thử tập like một con bảy màu của riêng mình xem thế nào. Và cuối cùng thì mình cảm ơn các bạn đã xem video. Đừng quên bấm like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.